Khẩu trang thì bây giờ nó là một làn da dầu chị ạ. Nó lỗ chân lông giãn này, với cả bạn này chắc phải bị mụn từ rất lâu rồi. Vâng. Tại sao em lại nói thế? Bởi vì bây giờ bạn ấy có nhiều sẹo với cả vết thâm với các lứa tuổi khác nhau. Tức là có những đợt bạn ấy bị này, xong lại đỡ. Bị, xong lại đỡ. Đúng không? Vâng. Thế ở nhà em dùng cái sản phẩm gì? Bên đây xem nào. Trước em có chữa. Ở đâu? Ở người quen ạ. Người quen chứ là bác sĩ gì? Vâng. Bác sĩ gì đấy? Gì có biết, anh có biết không? Viện đi học cơ. Viện đi học cổ truyền. Theo học cổ truyền. Tức là em dùng thuốc đông y à? Vâng. Hay tây y? Đông ạ. Đông y tức là mình đắp mấy cả bôi để cho nó bong ra. Không ạ, hầu như là chỉ đến kiểu nặng mụn xong rồi đắp mặt. Đắp mặt. À, theo anh thì y học cổ truyền cũng tốt nhưng mà nó cũng tùy đấy. Nhưng mà anh thì anh không thích cái đấy lắm. Ok, được rồi. Cái này của em thì nó là mụn trứng cá thông thường thôi em. Nhưng mà cái điều trị của em không chuẩn lắm. Dẫn đến là da của em nó bị rất là nhiều mụn ẩn. Cái da bây giờ có hàng nghìn nốt luôn. Nhiều cái khủng. Và có cả sẹo hơi đáng tiếc. Tuy nhiên là cái này mình phải điều trị để cho nó phục hồi thôi. Một lần này mình sẽ làm sạch để nó đỡ cái mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng laser. Thứ ba là kê đơn cho bạn ấy. Mục tiêu của mình là cố gắng sau khoảng 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 80-90%. Lưng ngực có không? Không ạ. À, để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ nhé. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó. Chuyên môn. Khó. Không ạ. Với cả phải hạn chế thức khuya. Bạn này bị lâu chưa? Cường bị lâu chưa? Lâu rồi ạ. Thế em có điều trị gì ở nhà không? Có. Em dùng cái phương pháp gì rồi? Nặng với cả chỉ mụn bình thường. Tôi đi spa. Vâng. Em được kéo tóc này. Đi spa hay là em tự nặn và dùng sản phẩm em tự mua? Ra spa. Bên này người nặng bình thường thôi. Wow, em nhìn này, vùng này của bạn ấy phải hàng nghìn nỗi. Nhiều quá. Thật ra mặt em chẳng có cái nào, ra là nhiều đấy. Em không rõ. Em không rõ, bởi vì nó điều trị sai. Da mặt này là da dầu nhờn, em ạ, lỗ chân lông giãn. Và rất nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm. Làm thế nào để biết là da dầu nhờn này? Em nhìn này, bạn ý... em nhìn này, da dầu nhờn nhìn rõ như này làm gì? Nè. Nhìn rõ, em cũng là da dầu nhờn đấy, nhưng mà còn ít hơn bạn này là nhiều. Lỗ chân lông thì bị bít tắc, nên nó hình thành nhiều cái mụn ẩn này. Đấy, bạn này là có những đợt nó đỡ, đợt lại bị lên nhiều đợt rồi. Nên là tại sao là thế? Bởi vì bạn ấy có nhiều sẹo và các vết thâm với các lứa tuổi khác nhau. Nhìn nó rất rõ. Em ngày xưa cũng bị mụn đấy. Vâng. Vì em có sẹo với các lứa tuổi khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ là em kiểm soát được. Vâng. Bạn này thì phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm sạch này, thứ hai là xử lý kinh nhân, thứ ba là anh kê đơn cho bạn ấy. Cố gắng trong khoảng 1 tháng thì mình kiểm soát mụn được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà bạn này phải hạn chế đồ cay nóng và dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không em? Không ạ. Dễ thì? Vâng. Vậy em hạn chế thức khuya nha em nhé. Vâng. Nhìn nữa, mụn chi chít dày đặc luôn. Ồ, nhưng mà anh có cảm giác là mụn của em nó có hàng nghìn nốt dày ra. Mụn ẩn ấy. Vâng. Em lắm mụn ẩn lắm. Nhưng mà gần đây nó bị thế này là từ trước nó là thế không? Từ em bị nâu rồi ạ. À, nhưng mà em không điều trị bài bản lần nào đúng không? Vâng. Cái này của em nó là mụn ẩn nè, mình phải điều trị đúng em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn. Sau đó thì mình sẽ làm cái laser xử lý kinh nhân. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình cố gắng sau khoảng 1 tháng thì mụn nó phải kiểm soát được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng với dầu mỡ. Vâng. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó. Dạ. Không à? Dễ gì? Với hạn chế thức khuya nhé. Là mụn nhiều. Có vấn đề đấy. Bởi vì hiện nay bây giờ là da em thứ nhất là mụn ẩn dưới da em nó phải hàng nghìn nốt luôn. Đúng rồi ạ. Chi chít luôn. Anh không hiểu là em có dùng cái sản phẩm gì để em bôi hoặc là em thoa. Em chưa dùng cái gì cả. Thế là nó lên nhiều đấy. Có đắp mặt bằng cái gì không? Em không. Thế dạo này có stress căng thẳng gì nhiều không? Gia đình, công việc các thứ không? Công việc cũng bình thường anh. Mình mụn em nhiều kinh khủng luôn em ạ. Chít chít luôn. Cái này mà em để thì chắc nó sẽ lên như kiểu là nấm luôn ý. Vâng. Không được rồi, cái này phải điều trị em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch này, để nó đỡ lên mụn ẩn này. Vâng. Thứ hai là xử lý kinh nhân này bằng công nghệ laser. Vâng. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là cố gắng sau khoảng 1 tháng thì mụn nó đỡ được khoảng 80-90% gì đấy. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng với cả dầu mỡ. Vâng. Không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái vâng. Đấy khó. Cái làm được. Bây giờ em phải hạn chế thức khuya nhé. Vâng. Về nhà thì quan trọng nhất là đừng có sờ tay, được không em? Thì anh có hay dùng cái gel vuốt tóc không? Có. À. Nếu mình dùng gel vuốt tóc thì mình phải lấy tay che cái trán này này. Vâng. Sau là mình vuốt lên trên này và thứ hai nữa là mình hạn chế để cho nó xoa vào vùng này nhé. Vâng. Vì là cái da của bạn Kỳ Anh cũng là một làn da dầu nhờn chị. Nên là chỗ này của bạn thì khá là nhiều cái mụn ẩn với cả mụn viêm. Cái này thì mình điều trị thôi chị, không có vấn đề gì cả. Em nghĩ là sau khoảng 1 tháng thì mục tiêu nó phải khỏi được 90%. Trước tiên là mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân với em trị thâm cho bạn. Nào cho xem lưng. Cái lưng Kỳ Anh nào.
kéo áo lên. À, cái lưng này thì là vấn đề đấy. Cái lưng này vấn đề lớn hơn cả cái mặt. Liệu nó phải là nóng trong gan ra? À, không chị ạ, cái phần nóng gan thì nếu đi xét nghiệm cậu bé này nó sẽ hoàn toàn bình thường. Chị kiểu khám kỳ nhiều mà. Không phải là do gan chị ạ, lưng của bạn ấy thì có rất là nhiều những cái mụn ẩn này. Đấy, và những cái mụn viêm này. Nó để lại cái vết thâm là bởi vì nó cứ bị đi bị lại. Và cái vấn đề chăm sóc của mình nó không đúng, thế thôi. Cái lưng này thì mình sẽ phục hồi được thôi, chả có vấn đề gì cả chị ạ. Nó cũng không phải là quá khó, điều trị cùng với cả cái mặt luôn. Của em thì nó đang có cái mụn viêm ấy. Đấy, cũng có một ít cái mụn ẩn với da nó hơi thâm một chút em ạ. Chỗ này của em hơi giãn mạch này. Thế trong đợt vừa rồi thì có chăm sóc da ở đâu? Em có làm ở chỗ phòng khám Gia Liễu Hà Nội. À, nó có đỡ không? Được một thời gian hết liệu trình lại thấy lên. À, ok. Cái này của em thì bây giờ mình phải điều trị đúng em ạ. Với cả sau đấy anh sẽ hướng dẫn em cách chăm sóc để nó không bị lại nữa. Cái này mấy năm em khám của anh một lần ở bên Thẩm Lão. Hôm nay mình sẽ làm sạch này, thứ hai là xử lý cái nhân. Đấy, thứ ba là anh kê đơn cho em. Anh kê đơn cho em trước được không? Bên này là bị mụn trứng cá mà là bị rất nặng luôn. Nó có cái nhọt rất to ở đây này. Cái này có đau không? Không đau ạ. Nhìn nó to kinh khủng. Cái này mình phải xử lý đi. Trên trán này thế mà cũng nhọt nhiều lắm. Bên này xem nào. Bên này cũng rất là nhiều mụn. Ngày xưa chỗ này chắc cũng đầy là những cái to đúng không? Vâng ạ. Cái này nó bị mụn trứng cá nặng quá chị ạ. Mình phải điều trị đúng thôi. Một là mình phải làm sạch để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân mà công nghệ này xem. Thứ ba là kê đơn cho bạn. Cố gắng trong khoảng 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 80-90%. 1 tháng ạ? Ừ. Đấy, mục tiêu 1 tháng là như thế. Để làm được như thế thì về nhà bé phải hạn chế ăn đồ cay nóng và dầu mỡ. Dạ, không stress lên mặt, không cậy nặng nhá. Dạ vâng ạ. Cái đấy khó hay dễ? Dễ ạ. Bây giờ phải hạn chế thức khuya nhá, thấy chưa? Dạ vâng ạ. Mẹ trẻ bằng cả con nữa này. Đâu à, chị gái ạ? À, chị gái thằng nào. Ok nhá. Nó thâm nhiều nhỉ? Yeah. Vâng. Vẫn còn nhiều cái mụn viêm mụn ẩn đúng không? Thâm thật. Cái này về nhà phải hạn chế cây nóng với dầu mỡ nhé. Rồi không sờ tay lên mà không kệ nặng nhé. Ngày xưa em để nặng quá nhỉ, đúng không? Sao bây giờ mình sẽ xử lý cái hút tắc nghẽn mà xử lý nhân mụn nhé. Em có làm được cái laser trị thâm không? Làm được cái đấy thì nó đỡ thâm hơn, nhanh hơn nhiều ấy. Em chưa đăng ký cái đấy. À, ok nhé. Em có dùng cái sản phẩm gì trên da của em không? Mà nó lại đen đen thế này. Hôm nọ là cho ra cái bác sĩ ở chỗ ở ngoài phố này bác cho uống thuốc mát gan đấy. Ừ, em tiến là gì đấy? Bôi dầu dừa. Bôi dầu dừa nó đen xì này á? Đấy, xong nó bôi dầu dừa xong. Em có cạnh không? Không cạnh. Cái này xem nào. Thì nó không bao giờ nó cạnh. Cái này nó bị mụn trứng cá với cả mụn đầu đen quá nhiều luôn. Vâng. Xong nó xì xuống đấy. Cái này bây giờ mình phải xử lý chị ạ, phải điều trị đúng. Một là mình phải làm sạch da này, thứ hai là mình để nó bớt lên mụn ẩn này, thứ hai là mình xử lý cái nhân bằng laser, thứ ba là em kê đơn cho bạn ấy. Cố gắng mục tiêu là 1 tháng mới khỏi được khoảng 90%, thì hiểu không nhỉ? Thì làm được như thế thì về nhà bạn phải hạn chế đồ cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không cậy nặng. Cái đấy khó không em bé? Nó thì không cậy nặng. À, với cả phải hạn chế thức khuya nhé. Đấy là mấy thứ tối thiểu, chứ bây giờ nó như này thì không ổn này. Mụn đầu đen đầy này, chị nhìn thấy không? Rồi viêm mụn mủ có hết nhé. Bạn ấy thì là cái mụn trứng cá. Cái mụn đầu đen nó nhiều lắm. Mụn đầu đen thì nhiều lắm. À, xử lý cái mụn đầu đen này đi. Nhiều to. Hôm nay mình sẽ làm sạch này. Thứ hai là xử lý cái nhân mụn nhé. Thứ ba là kê đơn các bạn. Trong khoảng 1 tháng nó đỡ được khoảng 80-90%. Nhưng mà đi đều một chút xíu nhé. Về nhà hạn chế ăn đồ cay nóng và dầu mỡ nhé. À, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Khó không? Có không, khó không? Không. Dễ đi. Ok. Đánh giá là nặng hay nhẹ? Nặng. Nặng à? Tức là có nước nhẹ hơn cái này nhiều đúng không? Anh cũng nghĩ cho em, khá nặng. Toàn bộ vùng viền hàm này của em là một màu đen này. Đây là vết thâm. Cái này nó mới nổi lên. Đúng rồi, vết thâm với cả cái mụn kiểu nó ẩn dưới da của em ấy. Ừ. Nó gây viêm. Mà ngoài ra thì có rất là nhiều những cái mụn mà nó đang lên nữa. Bên này xem này. Bên này cũng thế. Bên này da của em cũng vậy. Nó là một cái làn da dầu, lỗ chân lông mà bị tắc. Cộng với cả rất là nhiều những cái mụn ẩn, mụn viêm. Có cả sẹo, có cả vết thâm rồi. Cái này của em phải điều trị đúng em ạ. Một là bây giờ mình phải làm sạch để cho nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là gì? Mình cố gắng trong khoảng 1 tháng anh phải trả em cái da nó đỡ mụn được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng với cả dầu mỡ. Không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Không. Dễ hả? Vậy em phải hạn chế thức khuya nhé. Đây là mấy cái cơ bản nhất để mình điều trị mụn nó kết quả nhé.
nám của chị thì khá rộng, nó phủ toàn bộ vùng đây. Và ngày xưa chị có điều trị vùng y học tinh hoa đấy. Có một lần thôi mình định liệu trình nhưng mà xong mình thấy nó bị ong bầu cá mình. Nó lần đầu tiên cái là mình thôi. Nổ chị luôn. Nó phủ xuống tận đây luôn đấy, phủ rộng. Đấy, em bé ngày sau em bé cũng phải dùng kem chống nắng để hạn chế vấn đề bị nám. Đây mẹ của mẹ cũng bị phủ xuống cả đây cơ. Khá là rất là rộng. Nhưng kem chống nắng gì được? Em sẽ kêu chị nhé. Cái nám này mình sẽ dùng laser kết hợp với cả thuốc uống thuốc bôi chị ạ. Cố gắng điều trị nó sẽ mờ được khoảng 6-7% trở lên nha chị nhá. Ok. It's very serious. How long you get it? Just I got it last week of May because of the bowel's choice. Yeah. Okay, it's very serious. Are you married? No. It's lonely. I'm not lonely too. I have a boyfriend. Okay, yeah. Congratulations. Ở đâu rồi? Em spa về chị mụn ở nhà. Đi spa mới tự chị mụn ở nhà. Vâng. Tức là em mua sản phẩm về nhà em dùng. Vâng. Nó có đỡ không? Có. Nhưng mà được thời gian. Nhưng bây giờ của em bị nặng nhỉ? Vâng. Bây giờ của em bị rất là nặng, dày đặc luôn. Cái này của em nó là cái mụn và trên một nền da dầu em ạ. Những cái phương pháp điều trị mà anh nghĩ là nó không phù hợp đâu. Spa họ chỉ nặng cho em thôi đúng không? Vâng. Có bao giờ dùng cái sản phẩm nào mà nó gây bong chóc da không? Có. Là đi spa hay là... Đi spa thì dùng... Vừa mua ở nhà nữa. Vâng. Không nên dùng cái sản phẩm như thế. Vâng. Nhưng mà lấy nó dùng như cái sản phẩm là gì? Nó tên là gì? Goki ạ. Cái gì? Goki ạ. Goki á? Vâng. Ồ trời, mua ở trên mạng à? Bạn em bán ạ. Bạn em bán? Vâng. Em đấy, tại lúc đấy nhiều đứa khỏi. Chúng nó dùng 1-2 năm chơi bị gì nên là muốn dùng thử. Không ổn rồi mà. Đấy là cái nó gây bong trong da đúng không? Vâng. Bây giờ thứ nhất, đúng rồi, thứ nhất là mình phải làm sạch này. Thứ hai là xử lý cái nhân mụn này bạn. Thứ hai nữa là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 90% nha em nhé. Để làm được như thế thì về nhà phải hạn chế cây nóng với cả dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó? Làm được nhé, tức là hạn chế thức khuya. Ok, đồng ý nha. Cố gắng 1 tháng mới khỏi 90% nhé. Không ạ, chỉ uống thuốc thôi ạ. Thuốc là em dùng thuốc gì để em uống? Em tháng 5 năm ngoái về đỏ đen, xong rồi em lên bệnh viện da liễu. Có đỡ không? Nó khỏi, xong bây giờ nó lại lên ạ. Anh thấy là vùng này của em bị nám rất rộng này. Trước kia em có dùng cái kem gì mà để điều trị nám? Em chưa điều trị nám bằng gì ạ, em mới lên mụn thì em mới đi... Mới điều trị mụn rồi đúng không? Vâng. Bên này của em cũng nám nè, nám với cả mụn kết hợp với nhau nên trông nó bị già đi. Okay. Nó bắt đầu lên từ tháng 5 năm ngoái, được 1 năm rồi đấy ạ. Nó lên cả mụn lẫn nám luôn. Cái này thì phải điều trị em ạ nhá. Một là bây giờ mình phải làm gì? Một là bây giờ anh sẽ cho em làm cái hút tắc nghẽn này đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý kinh nhân và công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là 1 tháng nó phải khỏi được 90% cái mụn này. Em vâng, mục đích em mà nên đây em trị mụn trước ạ. Đồng ý, trị mụn trước nhá. Vâng. Để làm như thế thì về nhà phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ nhé, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Vâng. Cái đấy khó. Trước đây thì em làm em trà thì đã làm sơ nhỉ, em cũng thỉnh thoảng nó có mụn thì em cứ sờ lên. Vâng, cho nên em nặn. Em phải bỏ cái thói quen đấy đi nhé. Vâng, em nặn. Và em phải hạn chế thức khuya nhé.